Anh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2022, Thanh Việt xin được uh, kính chúc quý vị một ngày thứ sáu thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Trong tập 236 hôm nay, Thanh Việt xin uh, được trao đổi quý vị một chủ đề uh, một số quý vị có thể là sẽ nở nụ cười khi mà Thanh Việt đọc cái tụ đề này. Thanh Việt tạm lấy là Chim Chim Hawk đã là luật sư, sao phải mời luật sư khác đại diện cho chính mình? Thì hôm nay Thanh Việt xin được trao đổi với quý vị một số cái thông tin để để gọi là để mình có thêm một chút cái nhìn nó mang cái tính cách là Cách quan nha quý vị để mình uh, hiểu được cái nghề luật sư nó như thế nào. Thì kính thưa quý vị, quý vị cũng đã biết chim chim là ai rồi, đúng không quý vị? Nếu những quý vị nào theo dõi chương trình của Thanh Việt đều chắc chắn biết được chim chim là ai. À, chim chim uh, quê hình như là Cần Thơ, à, chim chim uh, dạo gần đây đóng một vai trò cũng khá là thú vị trong uh, cất những cái tiếng hót nha quý vị thì uh, thanh việt không dùng cái chương trình này nhé để uh, phản biện hay là có những cái tiếng chê trách uh, về những cái điều mà uh, chim chim gần đây đã lên trên mạng và làm những cái uh, video và chim chim cũng uh, có những cái bài phản biện đối với một số anh chị em uh, làm uh, youtube để uh, họ nói lên cái tiếng nói Trái ngược với uh, chị Hai Một cái điểm nữa Là Thanh Việt cũng sẽ không có đại diện Cho những anh chị em Youtube Mà bị uh, chim chim uh, Gọi là lên tiếng Tấn công Những quý vị đó sẽ có tiếng nói Của chính họ Trong phần hôm nay Thanh Việt chỉ muốn Nói lên một số cái sự suy nghĩ Của mình Nhưng quý vị À, những ý kiến gọi là khách quan à, của thanh việt nhận định về một số cái câu hỏi mà anh chim chim đã đặt ra thì những câu hỏi đó là gì thưa quý vị câu thứ nhất anh chim chim trong một cái buổi livestream gần đây đã đặt như thế này một luật sư có nên đúng không à, mời một luật sư khác đại diện cho quyền lợi của mình trong một vụ án hay không Câu hỏi thứ hai là một thầy giáo dạy tiếng Anh ở Việt Nam có cần mời người thông dịch khi ra ngoài giao dịch hay không? Tại sao mà nó lại có câu 1 và câu thứ hai, thưa quý vị? Vì câu 1 khi mà anh Chim Chim nêu lên một cái ví dụ tại sao một luật sư đã được đi học 4 năm rồi ra cũng đã làm nghề luật sư rồi cũng mở trường để à, trau dồi kiến thức cho người dân về vấn đề luật pháp thì tại sao khi mà gặp chuyện thì cái người luật sư đó lại phải mời một người khác để đại diện cho cái quyền lợi của mình và từ cái vấn đề đó anh chim chim phản đối cái à, vấn đề như vậy nên anh đã đưa cái ví dụ sang cái trường hợp của mình là một thầy giáo dạy tiếng Anh nếu mà dùng đúng cái uh, uh, phương châm ở bên trên với luật sư thì người thầy giáo này khi mà nói chuyện giao tiếp với một người ở ngoại quốc khác thì chắc chắn là phải mời một người thông dịch có đúng vậy vậy không? đó là hai câu hỏi của anh chim chim. thì đây uh, thân Việt xin phép quý vị uh, để thân Việt mở nha, cái, lên cái đoạn ghi âm này từ cái buổi live stream của anh chim chim để quý vị cùng nghe trước khi mà Thanh Việt có những cái lời bình luận. Chú còn khẳng định nếu như làm luật sư cho những cái phiên tòa của bà Nguyễn Phương Hằng thì tôi sẽ làm luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà báo luật sư Hằng Ni. Và chú thông báo cho khán giả của chú biết một điều. Trước khi bà Hằng bị bắt tạm giam, Luật sư nhà báo Hằng Ni đã chính thức nhờ chú sẽ làm luật sư đại diện cho Hằng Ni trong cái vụ kiện cáo với bà Nguyễn Phương Hằng. Nghe chú thông báo điều này muốn té ghế luôn á. Ờ, té ghế nha quý vị nha. anh không hiểu nên anh té ghế. <laughs> là có một cái ý tưởng như thế này nè các anh chị. Nếu như luật sư Hằng Ni mời chú Trần Văn Sĩ để làm luật sư cho mình À, trong vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng, điều đó đồng nghĩa với cái việc là giống như bản thân của mình nè, à. từ đây về sau á trong công việc làm ăn hay là trong giao tiếp với người nước ngoài á, thì mình phải đi thuê một phiên dịch tiếng Anh. À, ra là thế. Đúng không các anh chị? Tại vì luật sư lại đi nhờ một luật sư khác lo cho cái vụ kiện hay là binh vật quyền lợi cho mình. Còn giống như tôi, tôi là một giáo viên Anh Văn và tôi có nhiều năm tôi đi làm phiên dịch cho người khác. Nhưng mà nếu như tôi cần à, làm một cái công việc gì mà có sử dụng tiếng Anh một cách chính thức như vậy thì tôi phải đi thuê phiên dịch sao? Nghe cùng có lý nghe không có lý chứ. Vậy hồi đó giờ chúng ta học hành làm cái quái gì vậy? Ừ, học làm gì? <laughs> Các chị thấy lạ không? Các chị thấy ngộ không? Quá ngộ luôn chưa? Chào học Tú Cầu nè. <laughs> quá ngộ phải không quý vị xin chào chị nga nguyễn nghe sơ qua xin chào thì sơ, ngộ chào lắm đó các anh chị thấy không chú sĩ khẳng định là sẽ làm luật sư cho hàng ni là bởi vì hàng ni đã chính thức mời chú sĩ làm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở như à, vậy thì cô hàng dạ ni là mở thế. những cái lớp dạy luật cho người ta trên mạng để làm gì đúng rồi dạy luật mà không đại diện cho luật là sao à, thưa các anh chị bây giờ mình á có mở cái lớp văn phạm anh văn cơ bản để uh, chia sẻ với các anh chị trên kênh của mình như vậy thì nếu như uh, một ngày nào đó các anh chị thấy mình gặp một cái người nước ngoài uh, mình giao tiếp với người nước ngoài nhưng mình mình phải giao tiếp thông qua một phiên dịch tiếng anh khác uh, thì các anh chị còn tin mình có thể dạy được môn tiếng anh nữa không các anh chị cũng có khả năng lắm. đây là điều hết sức là lạ lùng nha chưa chắc là lạ lùng đâu không lạ lùng đâu <laughs> mình nghe xong á thật cái cái chị là mình hơi rối não luôn á Thanh việt nghe xong cũng rối não Ôi, nữa chứ. từ đây về sau mình có lỡ đi mình có công ăn việc làm gì có giao tiếp với người nước ngoài mình có thuê phiên dịch á mình cũng trốn luôn mình trốn vô trong góc mình ngồi nói chuyện chứ mình không dám đứng ở ngoài đứng ở ngoài lỡ có ai thấy nó trời ơi thầy giáo thầy giáo dỗm thầy giáo lên mạng dạy tiếng anh đi mở lớp mở trung tâm ngoài ngữ dạy tiếng anh cho người ta mà giờ đi nói chuyện với người nước ngoài thì À, đêm mới dịch. Vâng, vừa rồi uh, Thanh Việt để quý vị nghe uh, cái đoạn livestream của anh Chim Chim nhé. Trong uh, một trong những cái buổi livestream gần đây nhất của uh, anh Chim Chim uh, Khi anh uh, nói lên cái quan điểm của mình uh, Tại vì quan điểm đó cũng vẫn là quan điểm cá nhân của anh Chim Chim uh, Và những lời Thanh Việt nói trong chương trình ngày hôm nay Cũng là những quan điểm uh, cá nhân của Thanh Việt À, mang một cái tính chất khách quan hơn Ở một cái góc nhìn khác Như Thanh Việt đã thưa chuyện với quý vị Khi mà mình nhìn một vấn đề à, Nếu mà mình đứng ở bên tay phải Thì mình nhìn thấy à, à, Chị Hai à, sao mà đẹp thế à, cái, cái cái góc quay này quá đẹp Chị Hai quá đẹp Nhưng mà khi mà chúng ta đổi góc quay Mà quay ra ngay trước mặt của chị Hai à, Chứ không phải là bên trái hay bên phải nữa Thì tự nhiên chúng ta nói Ôi giời ơi Sao nhìn khủng khiếp thế à, Phải không quý vị thì à, tất cả mọi vấn đề à, nó có thể nhìn ở nhiều khía cạnh khác nhau, những quý vị và chắc chắn có những khía cạnh sẽ nói lên sự thật của vấn đề. chẳng hạn như một con à, con ếch con cóc nó bị à, ở dưới cái đáy của cái giếng. đây là một cái cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe rất là nhiều lần, phải không quý vị? và khi mà nó nhìn lên bầu à, bên trên thì nó thấy cái bầu trời tại sao nhỏ vậy? Tại sao nhỏ vậy? Thế mà hôm trước có một uh, con ếch đã thoát ra được và đã nói rằng bầu trời rộng lớn lắm. Nhưng mà ta ngồi ở dưới đáy giếng ta nhìn lên, bầu trời nó chỉ bằng cái miệng giếng thôi, có rộng gì đâu. Thì tương tự như vậy. như quý vị nha, tương tự. Câu chuyện ở đây nó cũng gần như vậy. Nhưng quý vị nha, Thanh Việt uh, uh, phải nói rằng cái, cái góc nhìn về vấn đề đó của anh Chim Chim... Uh, À, nó mang cái tính chất chủ quan và ở góc nhìn chủ quan của mọi vấn đề đó quý vị thì mình nghĩ đó là cái góc nhìn mình là đúng mình nhìn ở bên tay phải mình thấy chị hai sau hôm nay ốm vậy nhưng mà mình nhìn trực diện thì mình mới hoảng hồn chị hai cũng khá nặng đấy ừ, cũng cỡ 55 55 cân chứ không phải 55 tới 60 cân chứ không phải là là ít đâu nhưng quý vị nhé à. Với cái chiều cao như vậy thì cũng uh, cũng hơi lên cơ. Đó, đó, đó là những cái mà ví dụ mà Thanh Việt muốn chào uh, đổi với quý vị. Thì uh, trong chương trình này, Thanh Việt sẽ nói cái phần đó. Rồi, bây giờ ở một cái khía cạnh khác. Đó, đó là cái vấn đề mà gọi là đem nhau ra, mà để chê bai đó, cái cách phát âm tiếng nước ngoài, cho dù là tiếng Anh, tiếng Pháp, hay là tiếng Tàu, hay là tiếng campuchia tiếng lào tiếng gì cũng vậy nhưng quý vị nhé khi mà cái ngôn ngữ đó được cho rằng ngôn ngữ thứ hai không phải là tiếng mẹ đẻ nhưng quý vị nhé thì mình có được một cái quyền lợi gọi là có cái giọng lớn cũng được có cái accent cũng được và khi mà chê người khác cách phát âm thì đôi khi nó là một cái điều thiếu tế nhị Thanh Việt tí nữa sẽ giải thích quý vị. Tự ừ, vì quý vị sẽ ngay thời điểm này sẽ tự hỏi rằng ồ hôm trước Thanh Việt cũng đi à, phản biện chim chim về cách phát âm. À, thì Thanh Việt sẽ có cái lời giải thích tại sao mà Thanh Việt vào thời điểm đó lại phản biện chim chim cái cách phát âm như vậy à, trong một cái video. Yeah. Bây giờ Thanh Việt lại tiếp tục mời quý vị nghe sơ qua yeah, à, hai cái đoạn à, ngắn thôi của à, chim chim nói về những cái cách phát âm À, lần này anh chim chim lại lại dành cái phần tấn công chỉ dạy của mình à, sang à, đối với người khác thì đây để mình kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện này nó thiếu lâm lắm anh chị cái này là mình kể một câu chuyện có thật nha mình thề với các anh chị là mình kể một câu chuyện có thật 100% anh việt tinh anh việt tinh hồi xưa á mình đi làm nó nhiều năm trước rồi khoảng 7 tháng năm trước á mình có một anh bạn đồng nghiệp À, thật sự thì anh nói đúng tại vì ảnh là có vợ ảnh kết hôn à, à, vợ của ảnh là ở mỹ ảnh thì sống ở bên mỹ à, vài tháng này, trở về việt nam 6 tháng sống ở đây 6 tháng bên kia 6 tháng thì ảnh cũng khoe mình có quốc tịch mỹ à, thỉnh thoảng ảnh Mỹ phép một khoảng thời gian vài tháng anh đi qua mỹ xong anh trở về nói chung là anh này ảnh cũng tương đối là bốc phép đại khái khoe mình đã thi đậu quốc tịch mỹ này nọ, nọ kia nhưng mà ai cũng biết ở bên mỹ một số bang á như ở texas nè ở california nè khi đi ừ. thi bằng lái xe thi nghề thi chứng chỉ nghề neo hay một số cái nghề khác ngay cả thi quốc tịch á nó có tiếng việt mà có thi tiếng việt luôn chứ không cần tiếng anh đâu nha các anh chị tại vì mình cũng có rất là nhiều người quen bên đó cho nên hôm trước á, có một số anh chị sống ở mỹ mà lên kia cái vụ tiếng anh á mình chỉ cảm thấy buồn cười thôi á thì cái anh bạn của mình á thì ảnh cứ ảnh cứ nổ à ảnh cứ uh, ta đây là quốc tịch Mỹ coi như là mình cũng làm việc chung một công ty công ty cũng là công ty quốc tế nhưng mà anh này là có quốc tịch Mỹ coi coi như là tự cho mình có cái level cao hơn người khác nhưng khi mà có thằng xếp người người Canada <laughs> khi lúc mà họp xong thì ra đứng nói chuyện uống trà giữa giờ gọi là tea break ấy thì có công xếp người Canada thì cái anh chàng quốc tịch Mỹ nên đâu nói được tiếng Anh với ông xếp đâu ông, anh mới xoay qua anh nhờ cái anh kia anh ấy anh anh, anh dùm dịch cho em vài ý cho 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 ông xếp cái ông kia đâu dịch ông nói mày quốc tịch Mỹ mày không biết nói tiếng Anh mà mày, mày nổ quốc tịch Mỹ mày kêu người ta dịch cái gì nó cho nên mình mới nhớ lại cái câu chuyện nó buồn cười là như vậy luật sư phải đi nhờ luật sư mai mốt mà tôi nói chuyện với người nước ngoài mà tôi đi thuê phiên dịch thì thôi tôi nghĩ dạy luôn Đúng anh chị? À, à đó là cái phần đầu nha quý vị nha. À, anh anh ta vẫn còn rất là ấm ức, ấm ức chuyện tại sao mà luật sư mà lại phải đi mời một luật sư à, khác đại diện. Và bây giờ đây, đây là cái phần thứ hai. À cái phần đầu à, vừa rồi mà Thanh Việt chia sẻ với quý vị là những cái lời bình luận thì Thanh Việt tạm thời không bình luận về cái câu chuyện này, Thanh Việt dành cho những quý vị nào đang sống tại nước ngoài à, ở bên Mỹ à ở những cái uh, tiểu bang như là Texas hoặc là tiểu bang cái gì đó California gì đó California gì đó đó quý vị và uh, uh, bình luận nhé, thanh việt uh, không có rành lắm về những cái điều mà anh ta nói thi quốc tịch thi bằng neo bằng uh, lái xe thì có tiếng việt hình như là thanh việc cũng không rõ lắm hình như có có thi bằng tiếng việt nhưng mà nó phải có một cái điều kiện gì đó nhất là thi quốc tịch thì nó phải bao nhiêu tuổi à phải không quý vị và ở bao nhiêu năm thì thôi cái đó là quý vị nào hiểu được ở bên Mỹ hiểu được thì à xin quý vị nhớ để vào cái phần bình luận cho Thanh Việt và quý vị khán giả khác không biết nha. Bây giờ Thanh Việt mời quý vị nghe tiếp một phần nữa rồi trước khi mà Thanh Việt đi vào cái phần bình luận của mình. À, CEO hay không? hậu quả pháp lý là sao? À trước tiên á thì chú sĩ có định nghĩa cái từ CEO À, cho khán giả của mình nghe Và chú định nghĩa tiếng Việt thì là rất là chính xác CEO á, là giám đốc điều hành ha. Và chú đọc luôn bằng tiếng Anh cho khán giả của chú nghe Chữ C á, chú đọc là chép Còn chữ uh, uh, E á, thì chú đọc là cái gì? Excuse rồi excuse Officer Thì thật sự thưa với chú sĩ á cái phần mà phát âm tiếng Anh ba chữ này của chú đó, nó thật sự là một thảm họa à, hay, hay, thảm họa đơn giản lắm lịch chiếc nghe ghê thảm họa executive <laughs> officer oh, quá hay quá thật hay sự, quý vị đọc tiếng Anh đó, nó là một thảm họa luôn đó chú thì thay vì chú cứ nói một cách đơn giản đi CEO có nghĩa là giám đốc điều hành rồi chú nào là C, CFO rồi như C những cái ô khác đó giám đốc tài chính này, giám đốc pháp lý, giám đốc gì gì đó, rồi chú chốt lại là CEO là người cao nhất. Bởi vì đây là giám đốc điều hành. Nói chung là về cái phần mà nói bằng tiếng Việt á, thì chú không có nói sai, nhưng mà thật sự chú đọc tiếng Anh này nó là một cái thảm họa. Ba ừ, cái thảm họa luôn. Bởi vì, vì vậy? cô luật sư Hằng ni nghe mọi người nói là cổ nói với cái trình độ tiếng Anh của cổ, cổ có thể thuyết trình, thuyết giảng, bảo vệ luận án đã tiến sĩ còn được thì thật sự nếu mà chú sĩ là một luật sư bình thường á thì cũng chả có trách chú làm gì liên quan đến câu chuyện tiếng anh nhưng mà trong ừ. cái 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 bài nói chuyện của chú á thì chú có xô ra cho mọi người biết một cái thông tin đó là chú có 12 năm chú giảng dạy tại học viện tư pháp ừ. mà học viện á thì nó cũng tương đương với đại học trường đại học đúng không trong đó vẫn đào tạo đại học ừ, cho là thế. Đào ở sau đại học ừ. mà người mà muốn dạy được đại học á thì phải là thạc sĩ trở lên. Nếu mà để học bảo vệ cái luận án thạc sĩ, thì trình độ anh văn ít nhất phải là B+, hay là một cái ngôn ngữ khác. Mà B+, trước đây là theo cái chương trình của Việt Nam gọi là chương trình ABC, được Bộ Giáo dục mình công nhận đồng hoàng. Như vậy nếu mình là một thạc sĩ, mình phải đảm bảo trình độ anh văn. Nhưng mà mình phát âm có mấy từ như vậy thì nó thật sự là thảm họa. Thì cái này nếu mà cháu nói sai thì cháu xin lỗi chú. Nếu như hồi xưa chú lúc chú bảo vệ cái luận án gọi là thạc sĩ chú lại chọn một ngôn ngữ khác chứ không phải là tiếng Anh. Chẳng hạn như là tiếng <laughs> có thể là một ngôn ngữ khác tiếng Campuchia cũng được công nhận. Ghê. <laughs> yeah. Không biết à, à luật sư sĩ, à, luật sư à, luật sư sĩ là à, lúc mà bảo vệ à, cái bằng của mình học tiếng gì mà anh à, anh chim chim này lại nghĩ rằng không biết à, luật sư sĩ là có học tiếng anh hay không hay học tiếng pháp hay học tiếng à, campuchia à, nhưng mà thôi cái à, trong à, cái đoạn vừa qua thì quý vị nghe anh chim chim có nhắc đến à, hàng ni cũng như là luật sư trần văn sĩ thì à, thanh việt sinh à, được dành cái phần à, nếu có của những cái vị đó nói lên cái à, Câu trả lời của mình, Thanh Việt sẽ không có bình luận à, thêm về cái phần của luật sư sĩ cũng như là của Hằng Ni. Tuy nhiên, à, Thanh Việt à, chỉ muốn bình luận về cái câu số 1 và câu thứ hai, cũng như là có đôi lời à, về cái phần mà khen chê người khác với cái cách phát âm của tiếng nước ngoài. Thì kính thưa quý vị, đầu tiên, à, cái câu hỏi được đặt ra là mình đã là luật sư thì mình có nên mời luật sư khác bảo vệ mình nếu mà mình rơi vào một cái trường hợp là bị kiện tụng hoặc là ra tòa về cái vấn đề hình sự thì uh, kính thưa quý vị uh, nếu là một phiên tòa dân sự những quý vị và liên quan đến cái vấn đề phạt tiền chẳng hạn như vậy dân sự thì nó liên quan đến về việc tiền bạc thì uh, thường thường nếu quý vị người ta khuyến khích luật sư Tự bảo vệ cho mình tại tòa. Nếu mà cái vị luật sư đó cảm thấy rằng mình không để cái yếu tố chủ quan, cái tình cảm, cái cảm xúc của mình vào trong cái phiên tòa, vào trong cái lời uh, gọi là bảo vệ của mình, và mình cũng cảm thấy rằng rất là uh, an toàn khi mà mình nắm vững hết tất cả mọi uh, cái điều luật mà cái uh, phiên tòa này phiên tòa dân sự này uh, đang được đề cập đến thì với những cái điều như vậy đã được uh, uh, gọi là đầy đủ rồi đó quý vị thì người luật sư uh, được khuyến khích được khuyến khích tôi nha quý vị không phải ép buộc khuyến khích có thể tự bảo vệ cho mình tại những cái phiên tòa dân sự này còn nói về cái phiên tòa hình sự hình sự thì như thế nào? Quý vị, đầu tiên là chúng ta phải nhìn thấy cái quan điểm là theo điều 60, điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì khi tham gia vụ án hình sự đã, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc là người nhờ người bào chữa để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình. Những cái vị nhé. Còn trong cái trường hợp mà anh chim chim đề cập đến đó là cái trường hợp của nhà báo Hàng Ni. À, tức là cô là người đi tố giác tội phạm. Thì dù là luật sư nhé, cũng đã được khuyến khích là nên thuê luật sư khác để đại diện pháp lý bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của mình. Thưa quý vị nhé, đó là hai điều chúng ta cần phải nắm vững. Tại sao vậy? Đơn giản là như thế này thưa quý vị, không phải bất cứ luật sư nào tốt nghiệp trường đại học luật đều hiểu hết tất cả các loại luật. Nhưng quý vị nhé, sẽ có những luật sư chuyên về đất đai, những luật sư chuyên về án hình sự giết người, chuyên có những luật sư chuyên về vấn đề gia đình như là ly hôn, chi tài sản. Có những vị luật sư chuyên về vấn đề kinh tế, bảo vệ cho thân chủ của mình là các công ty, và có những luật sư chuyên môn về bản quyền bảo vệ tài sản trí óc của những nhà phát minh đó rõ ràng là như vậy nhưng quý vị nhé cũng như một cái vấn đề mà quý vị dễ hiểu nhất không phải bác sĩ tốt nghiệp đều biết hết tất cả mọi thứ sẽ có những bác sĩ chuyên ngành nhưng quý vị nhé chúng ta học à, xong cái bằng bác sĩ thì nó sẽ có những cái chương trình À, để đào tạo thêm bác sĩ chuyên về, chuyên về gì? Không lẽ bây giờ ông bác sĩ chuyên về tim ông lại hiểu hết tất cả chi tiết ngọn ngành của những cái chứng bệnh như là bác sĩ về sản khoa, bác sĩ tai mũi họng. Các quý vị, à, ông bác sĩ tim có thể là hiểu sơ sơ về bác sĩ tai mũi họng, à, về bệnh não, về bệnh à, phụ khoa nhưng ông không phải là chuyên nghiệp nhưng quý vị nha không phải chuyên nghiệp và ngay cả bác sĩ mà chuyên về tim thì hàng năm người ta cũng phải tham dự những cái đại hội để người ta có thêm cái kiến thức mới nhất luật sư cũng vậy thưa quý vị luật sư cũng vậy người ta không học thêm cái kiến thức mới nhưng quý vị nha những cái gì công cụ tân tiến mới mà người ta học thêm cái gì những cái đạo luật mới những cái luật vừa mới được nhà nước ban hành. Thì cái điều đó nó cần phải được cập nhật, mỗi luật sư cần phải được cập nhật. Lý do tại sao quý vị, khi mà mình đi bảo vệ thân chủ của mình mà mình cứ kè kè một cái luật mà đã được à, hết hạn sử dụng, một cái luật mà cách đây à, đã là mười mấy năm trời rồi và nhà nước đã ra những cái bộ luật mới mà chúng ta không được cập nhật thì chắc chắn sẽ là một cái à, gọi là cái danh từ của anh chim chim vừa mới nói đó quý vị mông ạ đánh vào cái thảm hỏi đó. Đó là vấn đề về chuyên môn. Và vì thế, một luật sư à, khi mà ra tòa về cái vấn đề hình sự mà cô ta hay ông ta chỉ có chuyên về vấn đề ly hôn về vấn đề kinh tế thì chắc chắn nó sẽ có những cái khoảng trống trong kiến thức à, mà chúng ta không thể nào đánh bại với cái à, cuộc đời được. Đó quý vị, ra phiên tòa một cái hình sự thì nó phải chắc chắn à, nó phải chắc chắn chứ không phải là à tôi nhớ là à tôi nhớ là cái nọ à, à, tôi vừa mới đi nghiên cứu về cái đó quý vị người mà nó chuyên ngành nói chuyện nó sẽ khác cái người à, không phải là chuyên ngành nha cái vị cũng cùng là gọi là bác sĩ cũng cùng gọi là luật sư nhưng nó không chuyên về cái đề tài đó thì nó khó mà có thể thắng được ở tại một vụ án rồi, tương tự, không phải bất cứ một người nào tốt nghiệp trường luật cũng là thợ cải. Không phải ai tốt nghiệp trường luật bước ra nhận được cái bằng, rồi giơ tay lên, tôi xin gia nhập ngay vào cái phòng luật sư mà có đi cải thì mới được. Thưa quý vị, như vậy, như vậy nha quý vị nha, thì không thể nào, không có trường hợp như vậy được. Quý vị nha, không có nha có những luật sư họ sẽ chọn cái vị trí là người tư vấn pháp luật, luật pháp cho những cái công ty, cho những cái văn phòng luật sư hoặc là họ đi giảng dạy, những cái vị nhé chứ không phải nhất thiết là cái tốt nghiệp trường luật là phải là thợ cải những cái vị nhé cái điều đó không cần thiết. vì thế những người mà giảng dạy thì đôi khi người ta hiểu rất là nhiều về vấn đề lý thuyết nhưng về vấn đề thực hành thực tiễn trong cái không gian của một tòa án thì nó lại hoàn toàn khác nó thiếu cái thực tiễn nó chưa có bao giờ đi ra tòa để cãi thì cho dù có biết được lý thuyết đến mấy nhưng quý vị nhé cũng không được chấp nhận và bảo đảm cái sự chiến thắng đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu và có một cái cái nhìn khách quan như vậy. Rồi, đó là hai điểm. Điểm thứ ba là gì? Đây là cái điểm quan trọng, cái sức quan trọng. Tại sao quý vị? Tòa là cái nơi mà không phải chúng ta biểu đạt cái cảm xúc chủ quan. Mà là cái nơi gì quý vị? Và là, là cái nơi mà chúng ta hùng biện một cách khách quan. Tại sao vậy? Chủ quan là thường thường là à, nói lên một cái sự bực tức của mình như cái vị nhé cái cảm xúc của mình à, tôi vì tôi thương cái người đó tôi hiểu được câu chuyện tôi nói theo cái hướng mà tôi nghĩ như cái vị nhé chứ không phải nói theo cái hướng mà tôi nghĩ luật pháp công nhận như cái vị cái đó là hai cái điểm nó hoàn toàn khác nhau một cái là chủ quan và một cái là hùng biện một cách khách quan không có để những cái cảm xúc của mình liên quan đến một con người mà đi ra tòa nghĩ rằng mình nói lên cái vấn đề cảm xúc cái tình cảm để vào trong đó thì chắc chắn sẽ bị thua những cái vị nhé tòa là không phải cái nơi mà để nói về cái cảm xúc để nói về cái cái, cái suy nghĩ chủ quan cho rằng mình đúng tất cả đều phải có bằng chứng, phải đều dựa trên cái luật gì. Quý vị, đó là cái điểm quan trọng. Nó phải có một cái tính khách quan ở trong này. Bây giờ tệ thanh việc bàn kỹ hơn một chút cho quý vị thấy. Nó nằm ở cái điểm như thế nào? Khi mà mình gần một cái câu chuyện quá đó quý vị, chẳng hạn, chẳng hạn đi, thanh việc ví dụ đi. À, cô E, cô là một nạn nhân của chị hai chẳng hạn thanh việt đi nói cho xa chẳng hạn chẳng hạn thanh việt được cái diễm phúc là nạn nhân của chị hai và bị chị hai vu khống chửi tục hạ nhục cái danh dự và thanh việt là luật sư Nhưng quý vị nhé thì à, uh, thanh việt vì quá tức tối chịu không được trước những cái lời lẽ chửi. Chửi mà gọi là chửi chóng mặt luôn. Không thấy được bầu trời. Không thấy được ngày mai luôn. Nha. Lôi hết tất cả dòng họ. So sánh mình với con thú này, con thú nọ. Cái mặt như cái ABCD gì đó. Chẳng hạn như vậy. Quý vị nha. Thì lúc đó cái... À, cái sự sân của mình nó nổi lên. Nha quý vị. Và như thân việc trình bày của quý vị. Khi mà người ta nóng với quý vị. Thì à, người ta quên hết người ta bắt đầu nói lên cái ý kiến chủ quan, cái cảm xúc, cái sự bực dọc dồn nén rồi. Thì lúc đó, lúc đó đó quý vị nha, cái vấn đề khách quan để có thể hùng biện là nó không còn nữa. Và chỉ là đem đi chửi thôi. Quý vị nhé, đem đi chửi đem cãi nhau thôi chứ hùng biện một cách khách quan theo đúng luật pháp, theo đúng cái con đường mà đem lại chiến thắng cái thân chủ của mình là không có được. Và đôi khi mà mình gần cái câu chuyện đó quá đi. Thì mình lại có một cái nhìn như thế nào quý vị? Hạn hẹp. Nó giống như là con ếch. Nó ngồi dưới cái đáy giếng đó quý vị. Nó nhìn nó hạn hẹp. Vì mình cảm thấy rằng. Cái đó là tôi học thuộc lòng. Chị hai chửi tôi ngày hôm 15 tháng 5 cái câu gì đó, ABCD gì đó. Ngày 16 tháng 5 chửi cái gì đó. Ngày 17 tháng 6 chửi cái gì đó. Học thuộc lòng. Tự vì nó nung nấu ở trong lòng rồi. Bực lắm rồi. Thì chờ ngày ra tòa để mặt đối mặt. Nhưng quý vị, thì lúc đó chúng ta đã không kềm chế được cái cảm xúc nữa. Không kềm chế được cảm xúc nữa. Và khi mà con người không kềm chế được cái cảm xúc, thưa quý vị, thì thường thường dẫn đến thất bại. Như quý vị nha. Con người phải... À, kềm chế được cái cảm xúc Thì chính vì thế à, Có một cái câu chuyện ngoài lề Mà Thanh Việt đã giải thích cho quý vị rất là nhiều lần à, Và không hiểu vì sao Có những quý vị có thể là không nghe cái chương trình Nên đã đi vào Và đã viết những cái lời à, Câu hỏi như thế này Tại sao tính giờ phút này Mà Thanh Việt Vẫn gọi là anh hai chị hai Nghe nó bực mình Khó chịu quá đi Tại sao vậy? Tại sao không gọi Uh, uh, là CC tại sao không gọi là uh, hừng này hừng nọ nghe cho nó đã cái miệng cái đối vị thì đối với thanh việt ngay ở thời điểm đó nếu thanh việt nói như vậy là mình đã để cái gì quý vị cái cảm xúc cái cảm xúc nó đã lên rồi nhưng quý vị nhé mà cái mục đích của cái chương trình không phải là nói lên để chửi cho nó đã cái miệng nếu mà bây giờ quý vị có một sự chọn lựa Quý vị chữa cho đã miệng hay là quý vị thấy cái nhân vật chị hai đó à, được đi du lịch một thời gian dài. Thay vì chữa cho đã miệng mà chị hai lại ra về trong một thời gian rất là ngắn. Thì quý vị chọn cái nào? Chắc chắn quý vị chọn nói một lời lịch sự nhưng đầy đủ bằng chứng, chứng cứ khách quan để đưa cái nhân vật chị hai đó đi ra khơi du lịch càng xa càng tốt càng lâu càng ngon thưa quý vị thì đôi khi và ngay tại phiên tòa thì mình cũng không gọi là hey chào chị cc chào chị hưng uh, uh, này hưng nọ đúng không quý vị và chào con này xin lỗi quý vị con này con nọ và tại tòa luôn luôn người ta gọi là bà nph và một lần nữa một số quý vị cũng hỏi rằng tại sao không gọi nph thưa quý vị chương trình của thanh việt hình như được lọt vào rất là may mắn được lọt vào danh sách đen và mỗi lần mà à, lốt cái bài này lên mỗi cái chương trình phóng sự đều được rất là hân hạnh được youtube nhà, liệt kê là nội dung phản cảm không có được quảng cáo và đến khi mà kiện à, thì mới được trở lại thì cái đó là những cái điều mà có lẽ những quý vị à, không theo dõi hoặc không để ý, à, không biết được. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà biểu cảm, đưa những cái vấn đề cảm xúc của mình vào một câu chuyện gì đó để giải quyết. Thì thành việc biết được rằng cái kết quả không bao giờ tốt. Nhưng quý vị nhé, mọi câu chuyện thường thường không giải quyết ở cái bàn cãi nhau. quý vị nhé, mà ở cái bàn hùng biện, người nào hùng biện chắc chắn vững mạnh đầy đủ tất cả những chứng cứ thì người đó là người chiến thắng đó là phiên tòa đó là cái nơi phiên tòa cần cái sự bình tĩnh không có những cái cảm xúc không có giá trị và bây giờ mình nói về cái câu chuyện mà một người luật sư hiểu câu chuyện biết được hết vì mình là người đi tố cáo mà quý vị mình là người đi tố cáo thì mình hiểu câu chuyện nè rồi mình hiểu luật nè thì tại sao? Tại sao mình không đứng lên đại diện bảo vệ cái quyền lợi của chính mình? Thưa quý vị, dễ lắm quý vị, nó cũng là cái vấn đề bên trên. Khi mà mình tự kể cái câu chuyện của mình rồi mình dẫn dắt phiên tòa đi theo cái ý của mình thì chắc chắn không có một luật sư nào bảo vệ thân chủ bằng cách là dẫn dắt phiên tòa đi ngược lại cái lợi ích của thân chủ của mình. Đúng không quý vị? Và tương tự như vậy khi mà mình là luật sư đại diện bảo vệ cho chính quyền lợi của mình thì mình phải kể câu chuyện làm sao, dẫn câu chuyện làm sao để cho mọi người đi cùng một hướng với mình chứ không phải đi ngược hướng mình và khi mà mình kể câu chuyện mình đưa người ta dẫn dắt người ta đi cái câu chuyện của mình mà mình có những cái ý kiến chủ quan, nhiều tình cảm, nhiều cái cảm xúc, nhiều cái cao trào thì lúc đó mọi người sẽ nhận thấy rằng à những cái câu chuyện mình kể nó đều không có tính khách quan nhưng quý vị nhé không có hoặc là nếu có thì rất là yếu ớt và đôi khi tòa người ta cũng bị lợn cợn ở cái điểm rằng ồ không biết ông ta là người trong cuộc vậy ông ta kể câu chuyện này là khách quan hay chủ quan đây Tự vì chính người bị hại sẽ là người dẫn dắt. Và cũng chưa có người bị hại nào mà lại đi kể cái câu chuyện bất lợi cho mình. Đúng không quý vị? À. Và tự động, tự động, tòa đã nhận thấy rằng nếu mà một người luật sư đại diện để bảo vệ cho chính mình, thì cái phần chủ quan nó đã ngay từ điểm đầu tiên, nó đã chiếm ít nhất 30-40% mà phiên tòa thì phải dựa vào vấn đề khách quan luật pháp để giải quyết. Đó là lý do hai cái lý do đầu tiên để quý vị hiểu được rằng tại sao luật sư trong những phiên tòa hình sự lại ít bao giờ ít bao giờ chứ không phải không bao giờ nha quý vị nha. Ít bao giờ đứng lên tự bảo vệ cho mình. Dĩ nhiên là có những trường hợp luật sư sẽ tự bảo vệ cái quyền lợi của mình trước một phiên tòa hình sự. Có chứ không có. Có chứ không phải là không có. Nhưng thường thường, trường hợp đó ít xảy ra. Nhưng quý vị, tại sao vậy quý vị? Tại sao ít xảy ra? Quý vị cứ tưởng tượng đi. Quý vị trong một phiên tòa, trong một cái vụ án kéo dài bao nhiêu tháng đó, mà cái người đó phải đội một lúc hai cái nón. Lúc thì là cái nón người đi tố cáo hoặc người bị hại lúc thì phải cởi cái non nó xuống, đội lên là người luật sư bảo vệ cái quyền lợi. Đó là một chuyện không dễ dàng. Và nhất là những cái phiên tòa hình sự. Nó rất là căng thẳng. Stress, những quý vị nha. Và chúng ta phải thực hiện cái vấn đề mà phải đổi, thay đổi những cái mũ đó. Thì rất là khó. Lúc thì phải đổi cái mũ là luật sư. Lúc thì phải đổi cái mũ của người bị hại. Đó là một điều rất là khó. Nhưng quý vị. Khó. Để dẫn giải một cái câu chuyện mà quý vị dễ hiểu nhất. Tại sao? Bác sĩ tâm lý học. Có bao giờ mà quý vị thấy một ông bác sĩ tâm lý học mà chữa cái chứng bệnh điên cho chính ông bác sĩ đó không quý vị? Không. Không có nha quý vị nha. Không có. Từ vì sao? Từ vì ông bác sĩ đó đã, đã hiểu được cái chứng bệnh của ông rồi. Ông lại ngồi ở trong cái góc đó rồi, ông không thoát ra được khỏi cái góc đó. Ông nhìn được khía cạnh khác. Thì ông không thể nào ông tự chữa được. Nó phải là một người ở bên ngoài nhìn vào câu chuyện, chứ không phải người bên trong nhìn cái câu chuyện của chính họ. Đó là cái lý do tại sao mà quý vị không bao giờ thấy một ông bác sĩ tâm thần lại đi chữa bệnh điên nếu mà ông ta bị điên cho chính ông ta. Nha sĩ cũng vậy họ có thể tự nhổ răng nhưng mà ít bao giờ họ tự nhổ răng của mình cho dù họ có khả năng nhổ được bác sĩ cũng vậy của quý vị bác sĩ cũng không bao giờ tự chữa bệnh cho mình nhiều lý do thứ nhất cái chuyên ngành của mình không đúng thứ hai mình quá hiểu cái chứng bệnh của mình và đôi khi mình nhảy vào cái, cái câu kết luận nó quá nhanh chẳng hạn tôi bị đau bên tay trái. Không ai hiểu tôi bằng chính tôi, bằng chính cơ thể của tôi. Mà tôi lại có kiến thức bên tay trái nó là cái gì? Là tim. Tự nhiên tôi nhói tim, tự nhiên tôi thế này. Đưa nguyên một cái danh sách có khả năng bệnh tim và dẫn đến những cái gì? Cha hết, check hết. Ok. Bị đau cái này, bị tê cái tay, bị tê cái nào. Đầy đủ hết thưa quý vị. Nhưng mà đôi khi mình nó quá gần với câu chuyện. Mình quá hiểu cơ thể của mình. Và đôi khi mình không có một cái nhìn khách quan, đứng ở bên ngoài, xa xa một chút. Nhìn xa xa. Nhớ quý vị, nhìn xa xa. Tại vì một cái bức tranh mà mình nhìn gần quá đó quý vị, mình không thấy được toàn cảnh. Người ta mới yêu cầu mình là bước rời ra một chút, xa ra một chút. Để nhìn thấy cái bức tranh toàn cảnh. Và lúc đó mình mới hiểu được cái ông tác giả, ông nói cái gì. Đúng không quý vị? Một người mà quá gần với câu chuyện thường thường rất là khó để có một cái ý kiến mang tính khách quan. Mà toàn là chủ quan. Quý vị nha. Đó, đó là cái câu lý do Thanh Điệt giải thích tại sao tại sao mà luật sư không nên tự đại diện cho mình trong những cái vụ án quan trọng có liên quan đến tương lai liên quan đến sự nghiệp của mình tức là những vụ án về hình sự mà họ phải nhờ một người họ biết được rằng người đó hiểu được câu chuyện một cách khách quan không có bị những cái cảm xúc vì là mình người trong cuộc thì người đó có thể đưa đến cho mình cái thắng lợi có thể đưa đến cho mình những cái điều tư vấn một cách độc lập, một cách khách quan. quý vị, càng độc lập, càng khách quan, càng đưa đến những cái trường hợp nào cái vụ án này có thể xảy ra. Thì mình mới hiểu được câu chuyện. Người gần quá thì luôn luôn phán đoán. Tôi hiểu câu chuyện, tôi là người nằm ở trong đó mà. không quý vị, tôi hiểu thế nào cũng phải như vậy. Nhưng mà đôi khi nó lại không xảy ra như vậy. Nhưng quý vị nha. Thì vì đôi khi trong câu chuyện này mình không thể nào mình nói rằng có nó nằm trong cái chăn đó mới biết chăn đó có rợn. Nhưng mà mình vì mình biết được cái chăn đó mình đắp hàng đêm nó có rợn, nó đốt mình. Thì mình nghĩ rằng thôi chết ngày mai thế nào cũng nằm cái chăn này thế nào cũng bị đốt. Khi có một người khác vào mượn cái chăn đó. Nhưng mà chưa chắc chưa chắc chưa chắc là vì sao là mình mình luôn luôn à, mình luôn luôn nằm ở cái khu đó mà nó đầy những con rợn trong khi cùng cái chăn đó mà ở cái phía bên kia những con rợn đó nó chưa bò đến đó là những cái ví dụ gọi là thô thị nhất mà nó gần nhất với cái câu chuyện này còn nếu đem cái câu chuyện của luật sư áp dụng vào cái vấn đề giáo viên dạy tiếng Anh mà anh chim chim đề nghị có nghĩa là sao có nghĩa là luật sư thì đi mời người khác đại diện trong cái vấn đề cãi về luật. Vậy thì tôi là giáo viên, tôi có được quyền mời một người thông dịch viên cho tôi hay không? Thưa quý vị, đây là một câu hỏi khá thú vị. Nghe qua thì chúng ta phải gật đầu. À đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy thanh việt cũng gật nhưng mà. Nhưng quý vị, đây là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn trong một cái tiếng nước ngoài hay là tiếng việt cũng vậy văn phạm và cách nói chuyện cách giao tiếp là hai chuyện khác nhau tại sao quý vị nó giống như là văn nói và văn viết hoàn toàn khác nhau văn nói và văn viết hoàn toàn khác nhau một người một người ở một số vùng tiếng việt đi khỏi sừng nói tiếng anh tiếng anh thì thanh việt không có như anh chim chim nói rằng có cái bằng abc gì đó. Anh Việt cũng không có cái bằng nào. Đôi khi hồi nãy anh cha anh, anh anh chim chim nói là cái bằng b cộng b trừ b nhân gì đó. Có khi là Thanh Việt có đến cái bằng d trừ nữa thôi nó cũng bằng nó... bằng e bằng bằng f bằng bằng gì thôi nó mệt quá. Không khỏi nói bằng bằng nữa nhá. Bây giờ nói thẳng lên tiếng Việt luôn. Nó có văn nói và văn viết. Đúng không, quý vị ở những cái vùng mà người ta hay nói cái chữ N đã, hay nói chữ L thì là n đã. thay vì là làm thì người ta nói là nàm đúng quý vị là vì cái, cái, cái ngôn ngữ cái vùng cái phát âm nó khác nhau nhưng mà khi cái người đó họ viết đó quý vị thì họ vẫn viết là chữ l l am lam huyền làm chứ người ta không viết là n am nam huyền nàm Mặc dù lúc người ta nói, người ta vẫn nói là nè. nèm. Nam gì thì nam. tương tự như vậy, ở những cái vùng ở miền Tây. Người ta như là cái vùng của anh chim chim đó, như quý vị nhé, bây giờ anh uh, vùng chim chim đó, vùng anh chim chim thì có có những người người ta nói là, rằng cái chữ r thành là cái chữ g chẳng hạn. Như là rồi thì người ta phải nói là gọi gồi, anh ấy đến rồi. Gồi. Thôi rồi, ai mà hiểu rồi, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là cái khác nhau giữa văn văn nói và văn viết. Tương tự như vậy, trở lại cái vấn đề tiếng Anh. Phát âm đúng và chuẩn thì có thể làm cho cái người nghe người ta hiểu được dù cái câu nói của mình là nó bị đứt đoạn về văn phạm hay người ta gọi là broken English. Nha, quý vị nha. Tuy nhiên, dù nó broken đến mấy, nhưng cái cách phát âm của mình đúng vẫn làm cho cái người ở cái nước đó người ta hiểu được. nha. Nhưng, văn phạm đúng, phát âm sai. Thì ôi rồi ơi, quý vị nha, chết đây. Chỉ có nước là lúc đó phải viết cái tờ giấy. Viết giấy ra để cho cái người mà mình giao tiếp đó người ta hiểu được. Giáo viên, giáo sư dạy tiếng Anh cũng vậy thôi, thưa quý vị. Cũng không khác gì. Giáo viên, giáo sư dạy tiếng Anh. Họ có thể rất là giỏi về văn phạm. Nhưng cách phát âm chưa chắc là chuẩn. Tại sao? Tại sao như vậy, quý vị? Tự vì tiếng Anh mà không được thực tập hàng ngày. Không được nói với người bản địa, bản sư. Để họ luyện cho mình. Mà mình dùng cái thời gian của mình. Mình nói tiếng Anh ít mình nói tiếng Việt nhiều thì chắc chắn cái lưỡi của mình nó sẽ bị cứng. Cái cách phát âm lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh và lúc đó nó gây đến một cái accent một cái 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 giọng nó không có được chuẩn và nó trở thành là nói bị lỡ. Quý vị có tưởng tượng một người ngoại quốc nói tiếng Việt lỡ và đôi khi là quý vị không có một cái sự uh, chịu đựng, yeah. thì quý vị sẽ Ôi, biết nó nói cái gì nữa, cái lơ lơ là lơ lơ, lơ lơ thế kia ai mà hiểu được? tương tự như vậy quý vị, cho dù cái anh đó anh nói tiếng Việt lơ là cái văn phạm của anh đúng, chúng ta cũng không hiểu, nhưng cái văn phạm của anh nó bị gãy rồi, nhưng quý vị nhé, nhưng mà anh phát âm đúng thì chúng ta còn có thể hiểu được ta hiểu được tương tự như vậy cái nghề luật sư cãi là cái nghề giáo viên trong vấn đề mà nhờ một cái người đại diện đối với vị so sánh như vậy thì nó rất là khập kệch và tối hai chuyện hoàn toàn khác nhau hai chuyện hoàn toàn khác nhau kính thưa quý vị hoàn toàn khác nhau à, quý vị thấy là như vậy Hai chữ an toàn khác nhau Luật sư đó quý vị Thì người ta tránh cái gì quý vị Tình cảm Để không dẫn đến một cái à, Suy luận chủ quan Còn giáo viên à, Mà đi à, Lắng nghe Đi làm nghề thông dịch đó quý vị Thì nó có cần Phải Ồ à, Ông dịch một cách chủ quan Ông dịch một cách khách quan Ít vậy không quý vị Không có vậy không quý vị Cái câu đó nghĩ làm sao Thì cứ dịch làm vậy Nhưng cái vấn đề đi cãi những cái vị nha đi hùng biện thì nó có cái sự khách quan và chủ quan còn người đi dịch đó quý vị thì không có chủ quan và khách quan đó là hai cái vấn đề tại sao không thể so sánh được là như vậy luật sư không nên tự đại diện thì họ không thể dễ dàng nói lên cái tiếng nói một cách khách quan không có cái sự cảm xúc cho câu chuyện của mình một cách hoàn hảo được còn thầy giáo tiếng Anh nữa quý vị như Thanh việc trình bày. Khi mà trò chuyện với người nước ngoài thì làm gì có cái yếu tố chủ quan và khách quan ở trong đó khi mà dịch thuật. Có một điều mà đôi khi duy nhất thôi nha quý vị. Đó là một người thầy giáo dạy tiếng Anh. Thôi bây giờ giáo viên đi. Giáo viên thì là dạy cái danh từ đó có thể là giáo viên là dạy cấp 2 cấp 3. Còn giáo sư tiếng Anh là dạy lên tới trình độ đại học cao hơn một chút. Bây giờ nói trình độ đại học đi. Cái người giáo sư đó dạy tiếng Anh cho trường đại học Bách Khoa, cho sinh viên đó, chuyên về cái ngành Bách Khoa. Nhưng chưa chắc ông ta lại hiểu được, nắm vững được những câu tiếng Anh mà về ngành y. Và ngay cả những người Mỹ, như quý vị nha, những người bản địa, họ cũng chưa chắc hiểu được toàn bộ những cái danh từ tiếng anh nhé quý vị về ngành y không có, bởi vì những cái chữ đó nó lại không phải là tiếng anh thông dụng hàng ngày mà nó bắt đầu từ ở những cái chữ latin latin. tại vì thế nó tùy nếu mà là một cái cuộc trò chuyện nói với nhau thông thường thì quá dễ. Nhưng mà nếu mà nó đi về vấn đề chuyên môn thì chưa chắc cái ông giáo sư hay ông giáo viên gì đó có thể nói được. Thì ở đây mình mới nói là cái trường hợp đó là nó về chuyên ngành. Tương tự như vậy, luật sư nó cũng rơi vào cái trường hợp là có chuyên về cái ngành đó hay không. Cho dù là ông ta tự nhận thấy rằng mình có đủ cái khả năng để đổi hai cái mũ vừa là luật sư mà vừa là người bị nạn. Và mình sẽ có tiếng nói khách quan, chứ không có chủ quan. Nhưng mà nó lại có câu hỏi thứ ba, là cái ngành đó có thuộc về cái chuyên ngành của ông hay không? Hay là ông chỉ có biết sơ sơ, ông nghiên cứu? Thì cái đó mình không thể nào mình đánh bạc được. Với kinh nghiệm ít Bây giờ thanh việc chuyển sang cái phần còn lại là về khen chê tiếng Anh. Thanh Việt thưa chuyện với quý vị như thế này. Lúc trước trong một cái chương trình, Thanh Việt có ca um, khịa, anh chim chim, về vấn đề uh, phát âm tiếng Anh. Đơn giản tại sao vậy? Thưa quý vị, vì đối với Thanh Việt, khi mà mình chê người khác, thì mình nhìn lại chính mình. Mình có hoàn hảo hay không trong cái vấn đề phát âm về tiếng Anh không nói về hoàn hảo về con người nhé quý vị nha tại vì tôi vì chỉ đang nói về hoàn hảo trong việc phát âm về tiếng Anh hay không và tiếng Anh hay là bất cứ tiếng nào không phải là tiếng Việt đó là ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của mình thì chắc chắn nó có những cái chỗ hỏng chỗ hỏng đó là cái gì là cách phát âm nó bị lỡ nó bị heavy accents và nó khó có thể thay đổi được tại sao Tại sao mà khó thay đổi được? Chuyện lạ, tôi học biết bao nhiêu năm trời rồi. Ở Việt Nam tôi học, trời ơi, tôi học từ cấp 2, tôi học lên tới đại học, rồi tôi, tôi học sau đại học, tôi nghiên cứu, tôi mở trường dạy. Mà sao bảo như vậy? Thưa quý vị, thường thưa nói quý vị, bất cứ một ngôn ngữ nào, trẻ con là một cái người thành phần dễ học nhất. Vị, tại sao vậy? tự vì nó chưa bị ảnh hưởng nhiều với cái ngôn từ, cái lưỡi còn rất là mềm, có thể uống được. Khi mà chúng ta học một cái ngôn ngữ mới, à, bắt đầu tiếp thu được ngay cả chúng ta sang một cái nước khác xong, như quý vị nhé. Và lúc đó chúng ta đã trên 18 tuổi, 20, 21, 22. Thì kính thưa quý vị, cho dù có cố gắng bao nhiêu nó cũng bị cái giọng lỡ accent. Và người ta phát hiện rằng rằng ngay, thưa quý vị, những người Ấn Độ nói tiếng Anh, mình hiểu được liền, mình biết được ngay, à, ông đó từ Ấn Độ. Những người Trung Quốc nói tiếng Anh, mình hiểu được luôn. Nha quý vị, từ vì sao? Từ vì trong thời gian hàng ngày của họ, họ dùng cái tiếng bản địa, họ dùng cái tiếng mẹ đẻ nhiều hơn là cái tiếng nước ngoài, thì chắc chắn sẽ không bao giờ phát triển để trở thành một cái giọng thuần 100% được. Và vì thế, phê Bình, một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Tàu, một người nói tiếng Campuchia là một điều không nên. Nhưng quý vị, tuy nhiên, nếu mà người đó tiếp tục phê bình mà trong khi mình lại không phải là hoàn chỉnh thì chắc chắn người đó sẽ bị tấn công. Nhưng quý vị nha. Người đó sẽ bị tấn công. Và đó là trường hợp của anh Chim Chim cách đây vài chục cái video trước. Thanh Việt đã dành tặng cho anh những cái phần mà anh chê à, người khác nói tiếng Anh. Cách phát âm từng chữ một thì Thanh Việt cũng xin vào thời điểm đó bẻ lại anh. Cái cách phát âm của chính anh khi đang đi sửa người ta cũng không chính xác. Từ vì mình chê cười người ta thì mình đang tự đánh giá thấp khả năng của mình chắc chắn lúc đó mình sẽ bị đào bới liền lập tức. Tại vì mình đâu hoàn thiện. Và chắc chắn mình không nên hoàn thiện. Tại vì cái đó là không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Như quý vị nha. Không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Và mình không nói cái tiếng đó hàng ngày. Ở một cái uh, uh, số lượng nhiều. Mình vẫn nói tiếng Việt nhiều. Thì chắc chắn mình sẽ bị accent. Giọng lớn. Đó là bình thường. Quá bình thường luôn thưa quý vị ơi. Đó là chuyện bình thường. Và vì thế, cách phát âm, khi mà mình sống trong một cái môi trường có những người bản xứ, bản địa, họ có thể giúp mình có cách phát âm đúng, thì lúc đó mình làm sao quý vị? Và thân Việt hay nói đùa với à, mọi người rằng, học tiếng nước ngoài thì mình phải có cái khuôn mặt nó dày một chút. Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà học tiếng nước ngoài mà phải có khuôn mặt dày thì nó mới giỏi được? Đơn giản quý vị, là mình không sợ ai cười người ta cười người ta lòi mười cái răng không sao thì tôi đâu phải người Mỹ đâu hay tôi người Canada đâu hay tôi người nước ngoài đâu mà tôi sợ tôi vẫn tiếp tục nói nói để phát triển nói để tiến bộ nói để có người ta sửa còn cái nếu mình cứ im ỉm nói tiếng nước ngoài học tiếng nước ngoài mà cứ im ỉm thì sao không bao giờ được Đó. và khi một người người ta đã vượt qua cái sự ngại ngùng cái sự quê độ khi mà phát âm sai nhưng người ta đã vượt qua rồi người ta có một cái chiều hướng là học hỏi thì mình lại đi cười người ta thì chính mình đang cười chính mình nha quý vị nha người ta đã vượt qua cái đó để người ta học hỏi để người ta tiến bộ mà mình đi mình cười người ta đó là điều không nên nhưng một người mà đi cười người đó đó quý vị mà mình chưa hoàn chỉnh đó quý vị thì chắc chắn sẽ bị người khác chỉnh. Chắc chắn thôi. Và thường thường nói quý vị, người bản địa, người ta lại không cười. Mà chính cái người cũng đi học cái tiếng nước ngoài đó, cười lẫn nhau. Thì đó là cái trường hợp mà tên Việt thấy đang có ở trên mạng. nha quý vị nha. Mình nói tiếng nước ngoài dở chuyện bình thường. Ngay cả tiếng Việt mà có khi còn bị nói bị lỡ lỡ giọng. Đúng không quý vị? Là tùy theo vùng miền. Như Thanh Việt trình bày của quý vị Giờ này quý vị có bao giờ mà nói rằng tôi sống ở Việt Nam bốn mươi mấy năm, năm mươi mấy năm tôi ăn nước mắm đầy đủ hết. Tất cả bao nhiêu tập tục tôi có hết. Thế mà khi mà tôi mở miệng lên tôi nói thì không ai hiểu. Tại sao quý vị tôi vì vùng miên quý vị có tưởng tượng L mà nói thành N mỗi sáng làm gì thì làm tôi cần một lạng thịt. Thế mà chúng ta cứ nói là mỗi sáng làm gì thì làm, tôi chỉ cần một nạm thịt. Thì nếu mà chúng ta nghe nhiều, chúng ta quen, thì chúng ta sẽ hiểu được, à, cái người đó nói là L thì N. Tương tự như vậy quý vị, không có gì mà phải cười, đúng không? Vùng miền. Ngay cả tiếng mẹ đẻ có vùng miền nữa. Rồi cái chữ R, R, mà bây giờ cũng có người phải cố gắng nói rõ ràng. Còn quý vị, chứ không phải là rõ ràng, nhẹ hơn chút. Từ vì R mà gọi thành là G đó quý vị, là yeah, gõ gàng, gõ gàng. Đó là một số anh chị tùy theo cái vùng mình đang sống. Gõ gàng, tôi hiểu rồi, bạn nói quá gõ gàng. Như vậy, cái đó là chuyện không có cười được, đúng không quý vị, từ vì vùng miền. Ngay cả tiếng Việt là như vậy nữa, không chi là tiếng nước ngoài vì thanh việt chỉ có một cái lời góp ý nho nhỏ là khen ngợi tất cả những anh chị em học tiếng nước ngoài và mình đã vượt qua được cái sự cười của người khác thì chắc chắn tiếng nước ngoài của mình sẽ rất là tiến bộ và trong phần còn lại của chương trình Thành việt gọi là tám tí tẹo thì ngày hôm nay trong chương trình chương trình tám tí tẹo này cái phần tám tí tẹo này thanh việt chia sẻ với quý vị tin cũng ngắn thôi nhưng quý vị nhưng mà nó liên quan đến cái câu chuyện ngày hôm nay một chút quý vị nghe cái đoạn à, của anh chim chim anh ta có nói cái lý do tại sao mà anh ta lên phản biện nhỉ là vì anh ta nghe được cái tin à, là à, nhà báo hằng ni luật sư sư nhà báo hằng ni có nhờ à, luật sư sĩ để làm đại diện thì rồi à, thế này thế nọ rồi tin ở trong cộng đồng mạng là ca sĩ vi oanh à, hình như là có được đại diện bởi bà trương thị đi Hòa, đúng không quý vị thì hôm nay Thanh việt xin được tám chữ tí, tí tẹo thôi tí tẹo thôi quý vị thứ nhất ca sĩ vi oanh có luật sư bảo vệ quyền lợi và đại diện pháp lý của cô đó là luật sư ngô huỳnh phương thảo thưa quý vị nha, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo chứ không phải là bà Trương Thị Hòa thứ hai luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo cũng chính là luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi cho nhà báo Hằng đi. thưa quý vị nha vậy là cô luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo này là ai mà lại bảo vệ vừa cho Vi Anh mà vừa cho Hằng đi? thì đây đây là luật sư của công ty TAT Law Firm. Yeah. Công ty luật TAT Law Firm. Và trên màn hình, đó là luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo. Những quý vị nào theo dõi trên báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên hay tất cả các tờ báo khác, chụp hình ca sĩ V1 đi đến cơ quan công an, thì có một luật sư đi cùng, thì đó chính là cô ngô hình phương thảo Đã. rồi một cái chuyện khá thú vị nữa mà Thanh Việt muốn à, trao đổi cái thông tin là quý vị nghe được một số các youtuber trong nhóm múa bày sói và có nói rằng cái danh sách luật sư đó quý vị của um, chị hai hay của ai bất cứ ai đó nó bí mật nó phải giữ bí mật không lộ ra bên ngoài được vì sao vì lộ ra bên ngoài lộ hết cái chiêu bài chiến thuật rồi. Nếu quý vị, điều này là tự mình suy nghĩ. Nó lại cũng như là ngồi dưới đáy giếng mà nhìn lên bầu trời, giống anh Chi Chi mùa nãy. Nhớ quý vị nha. Không có cái chuyện danh sách luật sư mà là một điều bí mật. Cái điều bí mật ở đây đó quý vị là cái phương hướng nào, cái điều gì mà luật sư sẽ cãi, sẽ nói, sẽ hùng biện, tại phiên tòa và đôi khi những cái bằng chứng đó quý vị trong một số tòa luật sư của cả hai bên cần phải được biết chứ không phải tôi lấy được một cái bằng chứng tôi là đại diện Thành việc là đại diện cho bên à, bị can à, tôi à, tìm được cái bằng chứng để chứng minh à, thân chủ của tôi là vô tội thì ngày hôm đó tôi mới xuất hiện ở tòa tôi mới khệ nệ mang cái bằng chứng đó vào và tuyên bố rằng đây làm cho luật sư của bên kia bên người khởi kiện bị choáng váng tức là tôi thắng cuộc không có nha quý vị nha không có cái chuyện bằng chứng đó phải được tòa biết trước phải biết được bên luật sư biết trước luật sư bên kia biết luôn còn cái chuyện đem cái người hay cái vật chứng đó ra để làm gì chứng minh điều gì thì đó là mà là điều bí mật. Các quý vị có những cái bí mật và có những cái không bí mật. cái danh sách luật sư của một bị can hay danh sách luật sư của những người đại diện à, cho cái những người đi tố cáo những người bị hại đó quý vị thì không có bí mật phải được đăng ký và được chấp thuận của bên cơ quan của viện kiểm sát của tòa án bằng tổ tụng. Một cái điều nữa Thanh Việt muốn chia sẻ nữa là hiện nay trên giấy tờ chính thức Thanh Việt muốn nói là chính thức quý vị nha. Chính thức thì luật sư Kiện Toàn thua là người duy nhất được cấp giấy chứng nhận ở thời điểm ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay nhận quý vị nha. Cho đến ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5, ngày 27 tháng 5, Thế việc xin được nhắc lại một lần nữa. Cho đến ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5, ngày mai mà có sự thay đổi gì hay chiều nay có sự thay đổi gì, đó là chuyện khác. Nhưng cho đến ngày hôm nay, trên giấy tờ chính thức được cấp, nhà, chứng nhận, thì ông kiện toàn thua hiện nay là người duy nhất đứng ra để bảo vệ cho chị hai. Danh tánh của hai luật sư nữ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng quý vị nha, Thanh Việt xin uh, tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Thanh Việt xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. I love you all.